bây giờ thì trước khi bắt đầu vào câu chuyện thì tôi cũng xin muốn gửi lời tới tất cả các bạn. Vừa qua thì có số người nói rằng là bà Hằng quay xe và bà Hằng sợ rồi. Bà Hằng gọi là cái lưỡi không xương. Vậy thì ai có cái lưỡi có xương quý vị? Thì tôi nói á, bớt giỡn đi ha. Thương hiệu của bà Hằng thì mấy bạn bớt giỡn đi. Hãy bình tĩnh nghe những gì tôi nói. Và sau đây tôi mời quý vị nhìn vào cái màn hình này, xem cái thước phim này, rồi tôi sẽ trình bày với quý vị. Xin mời con, mở lên đi con. Các bạn có thể nhìn người dân kéo đến lên bộ phim tàu thẳng, có con chạy theo khóc quá trời. Tiếp đó mà còn mà bị đánh lừa, xe bị mày đi ghê quá, phụ huynh ra nằm chỗ. Oh,
tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ. Quý vị nghe cho rõ, Nguyễn Phương Hằng tôi nói có thật bất cứ chứng. Nói rất rõ là tôi kéo fan của tôi đi thăm ông thầy Minh Huệ, Minh Tuệ. Và fan của tôi cộng với fan ông Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền. Và sau là tổ chức diệt tân cai bãi đến gặp tôi giao nhiệm vụ. Tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Vậy thì quý vị nghĩ xem nếu như tôi là một người được quý vị yêu mến, tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ, tôi vẫn kêu thầy là rất lịch sự nha quý vị, thì với cái sức hút của tôi đi lên trên đấy và với cái sức hút của ông thầy Minh Tuệ tràn xuống đường, có phải là phá hoại đất nước hay không, đánh vào an ninh quốc gia và phá hoại đất nước hay không? Quốc có trường không quý vị? Tôi chưa bao giờ nói sai và hôm nay tôi đưa bà ấy ra và tôi nhờ chính quyền làm rõ. Vì bà ấy nói rằng bà ấy là tổ chức Việt Tân sai đến gặp tôi để xuống đường lật đổ chính quyền. Binh đi! Ai binh vào binh đi! Tôi đứng giữa trời giữa đất giữa hồn thiên sông núi này, không bao giờ tôi quay lưng lại với tổ quốc. Tuy tôi đi tù nhưng trái tim tôi luôn yêu nước thương dân. Vậy thì tại sao bà này tự xưng là tổ chức Việt Tân sai bãi đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ? Vậy thì ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải giải cứu và phải kéo fan của tôi đi cùng với fan phóng cùng xuống đường lật đổ chính quyền? Là cái gì vậy quý vị? Nguyễn Phương Hằng tôi nói đã khuất là không vừa mắt nào. Tua lại cái đoạn cô nói rằng là cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê và bỏ rơi. Thái độ của bà ấy quý vị nhìn cho kỹ nè. Và quý vị nghe tôi trả lời nè. Đây là một nhân chứng sống là tổ chức Việt Tân kêu bà ấy đến gặp tôi và nói rất rõ. Vậy thì ai còn tin được cứ bình, ai quay lưng với đất nước cứ bình. Tôi không có khe chuyện này, nhưng đừng nói tôi quay lưng, đừng nói rằng là tôi sợ. Nguyễn Phương Hằng này chưa bao giờ biết sợ, nói chưa bao giờ biết chối, chơi chưa bao giờ biết chạy. Vậy thì tất cả những người đã chửi tôi hãy nghe cho rõ và nhìn cho kỹ, tự lựa chọn. Tôi lại cho cô. Hay quá, hay quá. Tôi khuyên bà ấy rằng là không được suy nghĩ như vậy. Đưa cái đoạn đó bà ấy nói gì và cô nói gì, cô trả lời như thế nào. Và tôi đưa cái dấu nguy hiểm như thế này. Dừng lại. Quý vị phải nhìn cho kỹ và quý vị phải tin rằng là tôi không bao giờ quốc trường phát nào. Tại sao tôi mới vừa nhả một cái thôi là nhảy đạch lên là tại sao? Tại vì sau lưng họ là ai quý vị? Chửi tôi không thương tiếc, xúc phạm tôi không thương tiếc, nhưng đó không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Đây là Việt Tân sai bãi đó kêu tôi xuống đường để lật đổ chính quyền. Gan rất to. Và nghĩ rằng tôi đi tù về tôi sẽ hận thù, tôi sẽ đau đớn khi tôi hát hai cái bài đó. Cho nên bà ấy đặt thẳng vấn đề là bả đi theo lệnh của Việt Tân sai bà ấy đến kêu tôi đi giải cứu ông thầy Minh Tuệ. Và thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả những người đang tôn sùng ông thầy Minh Tuệ, ông ấy đang tu yên lành, mắc mớ gì đi giải cứu, có đúng không? Và tại sao nhân cái dịp mà fan theo tôi, chẳng hạn như cái ngày tôi mở cửa hơn cả triệu lượt người kéo đến Đại Nam,
và tôi tin chắc một điều, tôi xuất hiện ở đâu thì sẽ có người đi đó. Nếu như tôi không yêu nước hương dân, tôi lặng lặng tôi đi thăm đất. Tôi lặng lặng tôi đi thăm thì có phải vô tình những người yêu thương tôi đi theo tôi không? Và kể cả tôi chỉ cần nói tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ thì hai bên đều có fan hết, thì kéo nhau lên đi xuống đường đây là tổ chính quyền thì cái âm mưu của Việt Tân. Cho nên chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, hết sức là tỉnh táo với những cái kế lực thù địch như thế này. Một góc nhà bà này bị bắt ngay, và người ta nghe một tổ chức tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì bà ấy đã tự nói rằng là tôi thay mặt tổ chức Việt Tân tới đây gặp cô và yêu cầu cô xuống đường đi giải thoát trong thầy Minh Tuệ. Vậy thì quý vị chửi tôi cái gì? Lý do gì chửi tôi? Tôi mới nhá một câu thôi là vậy thì đặt lên chửi tôi. Nào là quay xe, nào là cái lưỡi không xương, nào là sợ rồi, tôi sợ ai? Tôi đâu có sợ ai. Tôi là người yêu nước, tôi bảo vệ dân dân, không lý do gì tôi sợ cả. Thứ nhất, thứ hai nè, đây là một cái thuyết âm mưu không hề nhỏ, bởi vì họ thao túng tâm lý mọi người được chứ không thao túng được bà Nguyễn Phương Hằng. Tại vì sao? Đâm vào cái chỗ tu hành là cái chỗ nhạy cảm nhất, không ai muốn đụng. Tôi đâu không muốn đụng đâu quý vị. Tôi mới ở tù về tôi đâu có muốn đụng làm gì. Nhưng rõ ràng họ tự tin và chủ quan rằng tôi sẽ theo họ, nhưng không bao giờ tôi quay lưng với đất nước. Đó, bây giờ tôi đưa hình ảnh lên rõ ràng là chắc chắn là cơ quan sẽ làm việc, đúng không? Quý vị thấy tôi có được không ạ? Vậy thì quý vị thương tôi đâu có sai. Hôm nay những người đã chửi tôi, xúc phạm tôi, tự giả vào mặt mình, đúng không quý vị? Và những tổ chức nào đang nấp lùm trong cái đất nước này sẽ thấy đây là một sự thất bại đau đớn, nhục nhã ê chề khi mà mồi chày tôi không phải là một con người như thế. Họ tưởng rằng là tâm lý của tôi sẽ bị đau khổ, sẽ bị hận thù, sẽ bất an và tôi sẽ âm thầm đi thăm ông thầy Minh Tuệ là một cách xuống đường để lật đổ chính quyền. Đây là những sự thật. Đây, tôi sẽ tua nhiều lần cho quý vị xem bà ấy nói gì và tôi nói gì. Có thể quý vị không nghe bà ấy nói, nhưng quý vị nghe tôi trả lời rất rõ ràng. Nhờ con tua lại cho mọi người nghe. Quốc không trừ bắt đầu, dù ghét cũng phải hận, cũng phải phục tôi nha quý vị. Xin được mời Nghĩa Hồ có thể hỗ trợ. Tôi lắng nghe, tôi nói không. Quý vị thấy cái biểu cảm của tôi không? Tôi không. Và cuối cùng tôi đưa tay như thế này là cái nơi nguy hiểm. Bà ấy đã nói tất cả những gì sự thật, và tôi cũng mong là công an vào cuộc sớm để bắt vài chục người trong cái nhóm Việt Tân và những cái thế lực thù địch đang núp lùm để mà hại dân hại nước. Tôi đã từng nói với quý vị rồi, tôi đã ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Và họ đã tìm tới tôi như một cú cánh vì họ hết đường rồi. Bây giờ thầy Minh Tuệ đang tu rất là yên ổn, đúng không? Được bảo vệ rất là yên ổn, được tu tới nơi tới chỗ, thì tại sao phải đi giải cứu? Và tại sao phải xuống đường để lật đổ chính quyền? Không phải là thế âm mưu là cái gì? Tại sao đi chửi tôi, đúng không quý vị? Cho nên kiểu gì tôi đã nói rồi, Nguyễn Phương Hằng tôi không bao giờ nói và chối chơi và chạy.
đó là ngày hôm nay tôi giải mã cái câu quốc công trượt phát tàu. Là mọi người đã rõ rồi, đã rõ và đó cũng là cái ý nghĩa của câu nói quốc không trượt pháp nào. Cô đạt clip mà được tua lại nhiều lần để quý vị thấy rõ được về cái ai đúng ai sai không được thế nào thì quý vị cũng đã rõ. Và ở đây thì cô Hằng thân mến, thời gian vừa qua thì cũng có khá là nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tất nhiên là những người yêu mến cô rất là nhiều, thì khen có, ủng hộ có, nhưng đâu đó cũng có những người là bị kích động này, chê có, tố dục có. Thì không biết là như vậy cô cảm thấy có buồn không ạ? Thực sự ra thì khi mà cái drama này bắt đầu nổ trở lại thì tôi cũng không ngại nói với quý vị rằng là tâm linh là có thật. Bỗng nhiên trên điện thoại của tôi nó xuất hiện tất cả những hình ảnh và tin nhắn của thằng Đỗ Hoàng Yên, và tôi sẽ kiện lại cái pháp lý này với tất cả những người xúc phạm tôi. Tâm linh là có thật nha quý vị. Mặc dù lúc đó cái điện thoại của tôi bị bên bộ công an xóa sạch, nhưng bỗng nhiên nó xuất hiện lại tất cả các tin nhắn. Và tôi sẽ đi vào con đường pháp lý với những người đã làm cho tôi khổ đau. Có chết tôi cũng phải đổi lại sự danh dự cho tôi. Đây là một cái drama thứ hai. Tôi đã đi một lượt rồi thì tôi phải đi về. Có đúng không quý vị? Danh dự là thiêng liêng nhất. Không phải một người là vô cớ chửi tôi mà thấy tôi im lặng là tôi sợ. Không phải đâu. Tôi đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Bỗng nhiên tôi đi giúp dân, tôi làm những điều tốt cho dân mà xúm nhau chà đạp tôi, chửi rủa tôi, xúc phạm tôi, không có công bằng gì với tôi đâu. Và hay thật quý vị, hôm qua anh Dũng nói rằng ngày mai em livestream chắc chắn là trời sẽ đổ mưa. Đúng thật luôn, hôm qua ông Dũng là voi nói. Đúng không anh Quỳnh Quý Dũng? Mời anh lên đây. Ông Quỳnh Quý Dũng nói rằng khi em livestream trời sẽ đổ mưa. Tâm linh là có thật. Tôi sẽ khôi phục được tất cả những tin nhắn thằng Võ Hoàng Yên lừa đảo tôi như thế nào. Tôi hồi phục lại tất cả. Và cái đời ba thứ hai sắp sửa xuất hiện nha quý vị. Sắp sửa nha. Tôi cười những người yêu mới của Hoàng rất là đau. Mà ngày hôm nay Dũng ơi, em quỳ em lại anh. Em lại anh là bởi vì anh nói em là khi livestream trời sẽ đổ mưa. Đúng, mưa thật, đang mưa. Có lẽ là ông trời thấu hiểu được sự khổ đau của tôi đó quý vị. Nước mắt và máu tôi đổ xuống. Một lòng tôi yêu nước thương dân. Tôi không bao giờ tôi quay lưng lại với đất nước, với nhân dân. Đã trời đã chứng cho tôi. Quý vị thấy không, tất cả những tin nhắn xóa hết bỗng nhiên hôm nay nó hồi phục lại tất cả. Và cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu. Dạ. Cô Hằng ơi, nếu như vậy thì ở đây chúng tôi cũng muốn được hỏi là những người này cho cô khổ đau suốt 2 năm rưỡi cách ly vừa qua, thì tại sao là sau 2 năm rưỡi mà có rất là nhiều biến cố như vậy thì cô vẫn quyết định là bỏ lại vị trí tim hoàng ngũ ạ? Kính thưa quý vị, tôi đi tù 2 năm rưỡi tôi học được một chữ nhẫn. Một là nhẫn nhịn, hai là nhẫn tâm. Nhưng tôi nhẫn nhịn chứ tôi không nhẫn tâm. Bởi vì trong tôi luôn dào dạt tình yêu thương đối với trẻ em nghèo bệnh tật. Và buồn lắm chứ quý vị, hôm qua tôi có nói là khi tôi xa, cách xa gia đình, tôi nhớ chồng, nhớ con, nhớ tất cả những người thương mến tôi. Rồi khi tôi vừa về, tôi lên mạng xã hội thì bao nhiêu kẻ đã tấn công tôi. Mục đích quá rõ ràng, đúng không? Mục đích quá rõ ràng, họ kết nối lại thành một chùm để tiếp tục tấn công tôi. Thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa nè. Riêng cái chuyện ông thầy Minh Tuệ, tôi kêu thầy là tôi đã quá lịch sự rồi nha. Bỗng nhiên á, ông Chu Tánh Chu Hí gì đó, ông thích vùng lọt khe đó, lại chửi tôi. Bây giờ anh ấy là thích lọt khe, còn tôi là thích ẩm ghê. Chửi tôi sạch mặt. Và đặc biệt là luật sư và giới báo chí hợp tác nhau để chửi tôi. Vì mục đích gì quý vị có hiểu không? Quý vị thấy không? Đúng như là anh Dũng tiên tri. Mưa thật. Mưa thật quý vị ơi. Chú nói lần nào cũng như lần đó. Đúng mưa thật luôn. Dạ. Bây giờ thế này ạ. Nếu như mưa nhỏ nhỏ thì mình còn có thể là tiếp tục mình chia sẻ. Còn nếu mà chẳng may mà
mưa lớn quá, nhưng mà lời chú dụ thì cũng không sao cả quý vị ơi. Chúng ta sẽ tạm ngưng một chút xíu để mà mình có thể quay trở lại giây phút. Còn bây giờ thì ý kiến thẳng thế nào ạ? Có chơi không quý vị? Quý vị hết lòng thì tôi hết dạ. Cho nên tôi nói thêm một điều, một con người sinh ra nó phải có một cái nhân cách, cái cốt cách từ một con người. Họ biêu ríu tôi đủ trò, họ làm nhục tôi đủ kiểu, nhưng tôi vẫn hiên ngang sống và tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm. Và quý vị theo tôi vừa lên tôi có muốn không trượt phát nào thì các hội nhóm nó cố quát lại, nó cố xé tôi và ngày hôm nay tôi tán thẳng vào mặt nó. Có đúng không quý vị? Không ai cổ xí cho Việt Tân để chống lại đất nước mình hết. Có đúng không? Và tôi biết hiện nay thế lực thù địch rất nhiều, 63 tỉnh thành gần như tụi nó có. Vì sao? Vì tôi ở trong trại giam An Phước. Những người tù, người ta tưởng rằng tôi là phản động. Vì vào tội 331, đa số là phản động có tổ chức hết. Nhưng tôi chửi vì đam mê chứ tôi không có phản động. Đúng không quý vị? Và họ đã rò rỉ rất nhiều thông tin cho tôi. Tôi biết cả ông tổng thống Phở kìa. Việt Tân nó còn có tổng thống Phở đó, đó quý vị. Nó đưa những cái chức sắc cho những người gọi là ham chức, ham danh mù quáng để mà lao vào một cái công cuộc chống đối lại đất nước mình, rất là nguy hiểm, núp lùm khắp nơi. Và tôi nói luôn quý vị như thế này, cũng trong cái ngày đó, một chị rất sang đến nói với tôi như vậy nè: em sai rồi Hằng ơi. Tôi mới hỏi sai chỗ nào. Bà ấy nói với tôi rằng tại sao em đóng góp vào quỹ mặt trận tổ quốc tiền làm gì, tại sao em đi kêu gọi tiền cho tổ mặt trận tổ quốc để làm gì, em sai rồi, em quay đầu đi. Quý vị thấy không, tôi á rất tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống tôi rất tỉnh táo. Đi tù tôi còn chưa sợ mà làm sao tôi sợ những con người đó. Và tôi đã xác nhận với quý vị rằng là tôi hiện đang là tâm điểm của những người chống lại đất nước mình. Cho nên họ ra sức họ chửi tôi. Rồi mọi người không hiểu biết bày đàn vô chửi tôi. Có tội nghiệp tôi không? Tôi đâu có được cái gì. Tôi chỉ có mỗi tội yêu nước thương dân thôi. Mà từ người già tới người trẻ, mà nhất là giới báo chí và luật sư, chửi tôi tan nát hết. Đi vơi bớt những cái chuyện không có, dựng lên những cái câu chuyện nghe thật là mất danh nghe nhân cách của tôi để mà tạo dựng lên cho mọi người nghĩ sai về tôi. Quý vị thấy có đáng sợ không? Thì nói gì nói, dù cho trời mưa hay trời nắng gì thì tôi cũng đáp trả cho quý vị là bà Hàn Quốc không chịu chị nào. Em ta dặn người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời khắp nơi, CEO Phương Hằng tài ba dẫn lối vươn xa sẵn sàng nước nhà cùng nhau ta hát vang lên ngàn lời chúc phúc như hoa nở trên kềm. Ngày hôm nay nắng lung linh chúc chị em mình mãi xinh tươi lung linh, chúc mừng ngày hội hôm nay chị em đẹp xinh như bay bay cao vươn xa. CEO Phương Hằng đỉnh cao sáng đẹp tài năng chị em đã tự hào. Thương cho nhau phụ nữ kiên cường vững bước trước bao dòng gió. CEO luôn dẫn đầu tạo nên phép màu từ tấm với khát khao, cùng nhau ta hát vang lên ngàn lời chúc phúc như hoa nở trên thềm. Ngày hôm nay nắng lung linh chúc chị em mình mãi xinh tươi lung linh lung linh, chúc mừng ngày hội hôm. Chị em ta người ca vững tình phía trước.